Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng Động Đêm Về, được phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Với nỗ lực truyền tải những giá trị văn hóa truyền thống được lưu truyền từ ngàn năm, đề cao các giá trị đạo lý, nhân sinh, tín ngưỡng với thần Phật, Lắng Động Đêm Về hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện: Trên thế gian này chỉ có một kiểu vợ chồng không ly hôn. Đạo vợ chồng là môn học thâm sâu và là cả một nghệ thuật. Mà vợ và chồng, những người chủ của gia đình, có học cả đời cũng không thể nào xong hết được. Ác hẳn bất kỳ ai khi lập gia đình đều mong muốn một cuộc sống vợ chồng thuận hòa, hạnh phúc. Hạnh phúc là một trong những nền tảng cơ bản và quan trọng của một gia đình bền vững, là một trong những mục tiêu hàng đầu mà các cặp vợ chồng hướng tới. Tuy nhiên, càng ngày, cùng với sự phát triển của xã hội, tỷ lệ đổ vỡ của các gia đình ngày càng nhiều với vô vàn các nguyên nhân khác nhau. Điều này cũng khiến người ta tỏ ra lo ngại và e dè khi quyết định về chung sống một nhà với nhau. Trong cuốn The Science of Happily Ever After, Khoa học của hạnh phúc đến trọn đời, được xuất bản năm 2013, tác giả, nhà tâm lý học T. Tashiro đã thống kê rằng tính trung bình chỉ có khoảng 30% các cặp vợ chồng sống hạnh phúc sau hôn nhân. Điều đó sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt với những đứa trẻ trong gia đình. Lo lắng về việc này, nhiều nhà tâm lý học đã triển khai nghiên cứu về hôn nhân. Họ tổ chức rất nhiều thí nghiệm trên các cặp vợ chồng tình nguyện, từ đó xác định những nguyên liệu tạo nên một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Với những gì thu được, nhóm nghiên cứu đã chia các cặp đôi thành 4 loại phản ứng: phá hoại thụ động, phá hoại chủ động, xây dựng thụ động và xây dựng chủ động. Trong đó, chỉ duy nhất những cặp đôi xây dựng chủ động là luôn có xu hướng chia sẻ niềm vui với bạn đời của họ một cách chân thành. Điều đó là minh chứng rõ ràng rằng chân thành chính là chân lý của tình yêu vĩnh cửu, và khi hôn nhân dựa trên thứ tình yêu này thì giữa hai người sẽ không bao giờ có quyết định ly hôn. Câu chuyện của bạn tôi. Vừa bước chân vào nhà, cô bạn Uyển Nhi của tôi đã bức xúc. Đúng là người đàn ông không có lương tâm, ruồng bỏ cả vợ mình. Thật không phải là đàn ông nữa. Tôi chẳng ngờ một người dịu dàng khéo léo như Uyển Nhi lại có thể mở lời mắng mỏ người khác như vậy. Người đàn ông mà cô ấy không tiếc lời mắng nhiếc kia chính là chồng của cô bạn thân nhất thời đại học, Kiều Mai. Kiều Mai và Uyển Nhi là đôi bạn thân thiết. Hà Dũng, chồng của Kiều Mai, cũng là bạn học của họ từ thời đại học. Khi ba người mới tốt nghiệp, Hà Dũng không có hộ khẩu thành phố nên không thể tìm được một công việc thích hợp. Đang bất lực định chuẩn bị bỏ về quê thì cha mẹ của Kiều Mai nhờ quan hệ của mình đã giúp anh tìm được một công việc phù hợp lại an nhàn, giúp anh có thể yên ổn ở lại thành phố lập nghiệp. Sau đó, hai người họ kết hôn rồi mua nhà. Gia đình Hà Dũng vốn không dư giả nên cũng lại là cha mẹ Kiều Mai cho tiền để họ mua nhà để ở. Sau khi họ có con, công việc của Hà Dũng ngày càng thăng tiến, cuộc sống cũng ngày một tốt đẹp hơn. Chẳng ngờ Hà Dũng nhàn quá sinh hư, không biết trân trọng những gì mình đang có, lại có người con gái khác bên ngoài và bị bắt quả tang tại hiện trường. Vậy nên anh nhất quyết đòi rời khỏi ngôi nhà nơi họ đang ở và kiên quyết đòi ly hôn. Lòng đầy căm phẫn, cô bạn tôi bực tức nói: "Này cậu thử nói xem, tại sao Kiều Mai với Hà Dũng yêu thương như thế, sao giờ lại có thể ly hôn được chứ? Cậu nói xem trên thế giới này,
có đôi vợ chồng nào mà không thể ly hôn không? Tôi trả lời cô ấy, trên thế giới này chỉ có một kiểu vợ chồng không thể ly hôn, đố cậu biết là gì? Trong xã hội này, càng ngày càng có nhiều thứ cuốn hút, lôi cuốn người ta, vậy nên sự ổn định trong mối quan hệ vợ chồng cũng càng ngày càng kém đi. Có rất nhiều cặp vợ chồng cưới nhau, chưa kịp quen hơi, chưa kịp qua nổi 7 năm liền đã ly hôn. Tuy nhiên vẫn còn một kiểu vợ chồng vĩnh viễn sẽ không bao giờ ly hôn. Đó chính là những cặp vợ chồng thật sự yêu thương, tôn trọng lẫn nhau. Bởi tình yêu trong hôn nhân cũng như một bình rượu được chưng cất, được ủ lâu ngày, trải qua năm tháng thời gian càng lâu thì mùi rượu chính là tình yêu thương trong hôn nhân càng nồng, càng sâu đậm. Trước đây tôi có từng xem một câu chuyện cảm động về tình yêu. Có một người con trai và một người con gái quen thân và yêu thương nhau. Thế nhưng gia đình chàng trai lại rất nghèo. Nhìn thấy như vậy, mọi người đều khuyên người con gái nên chia tay. Thế nhưng người con gái một lòng son sắt, quyết tâm tin tưởng và muốn cùng chàng trai chung sống trọn đời. Sau đó, công việc làm ăn của người con trai ngày một thuận lợi, khấm khá lên. Những người bạn bên cạnh đều khuyên nhủ anh, nhà đổi rồi, xe cũng đổi rồi, có lẽ vợ cũng nên đổi luôn đi thôi. Ngay cả đến cha mẹ cô gái, người trước đây đã từng phản đối cuộc hôn nhân của họ, cũng bắt đầu thấy lo lắng rằng cậu con rể đào hoa của mình sẽ có bồ bên ngoài. Trong khi cậu con rể ngày một trẻ trung, thì người phụ nữ sau khi lấy chồng sinh con, ngày càng đẩy đà phát tướng, không còn được như xưa. Một ngày nọ, trong khi chồng đang đấm lưng cho mình, người vợ hỏi, anh này, tại sao anh lại đối xử với em tốt như vậy? Người chồng ngừng tay nhìn vợ mình và âu yếm nói, trước đây anh nghèo như vậy, mà em còn cam tâm tình nguyện bất chấp mọi sự phản đối để ở bên anh. Em đã dám mang cả cuộc đời ra đánh bạc với anh. Làm sao anh có thể để em thua được cơ chứ? Đúng vậy, khi người con gái dám nắm tay cùng một người con trai bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình, là họ đã sớm mang cả cuộc đời mình giao cho bạn rồi. Sự trao gửi đó chứa đựng tình yêu thương và tin tưởng của cả đời người con gái. Là người chồng, là người đàn ông, bạn nên làm sao để khi dung nhan cô ấy có mất đi, tuổi thanh xuân cũng dần qua đi, và năm tháng có trôi đi, thì bạn vẫn xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Trên thế giới này, để đi tới quyết định ly hôn, mỗi người sẽ có hàng ngàn hàng vạn lý do. Tuy nhiên, để có thể gắn kết hai người ở bên nhau thì chỉ có một, đó là tình yêu thương tôn trọng lẫn nhau. Bởi vì yêu thương tôn trọng lẫn nhau nên hai người mong muốn dùng cả đời mình để quan tâm chăm sóc, chia sẻ chân thành với nhau mọi niềm vui nỗi buồn và thậm chí cả niềm đam mê trong cuộc sống. Một phụ nữ Hoa Kỳ với 78 năm hôn nhân hạnh phúc đã khiến người khác cảm thấy vô cùng sốc khi mới đây viết những lời tựa này trong một cuốn sách. Trên thế giới này, kể cả một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất thế giới, thì trong cuộc đời chung sống của cả người nam và người nữ sẽ có ít nhất 200 lần xuất hiện ý niệm muốn ly hôn và 50 lần từng có suy nghĩ muốn bóp chết đối phương. Vốn là một chuyên gia về hôn nhân và gia đình, hơn nữa còn có một cuộc hôn nhân tốt đẹp trọn vẹn, vậy tại sao bà lại có những suy nghĩ đó? Tại sao có những cặp vợ chồng nảy sinh vô số lần suy nghĩ muốn ly hôn lại có thể nắm chặt tay nhau đi đến trọn cuộc đời? Xin thưa, nguyên nhân là bởi cuộc hôn nhân của họ chứa đầy tình yêu thương tôn trọng lẫn nhau. Bởi vì có tình yêu thương, nên vừa mấy phút trước còn kêu la muốn ly hôn, một vài phút sau lại kìm lòng không nổi
lại sẵn lòng quan tâm, chăm sóc, chia sẻ lẫn nhau. Bởi vậy, đây chính là nguyên nhân chính giúp những cặp vợ chồng này sẽ mãi không thể ly hôn. Bởi vì yêu thương nên sẽ không thể rời xa. Bởi vì yêu thương nên dù cho bạn có nảy sinh cả vạn lần suy nghĩ muốn ly hôn, thì sẽ chỉ vì một câu nói "anh yêu em" mà vẫn ở lại.